Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi mini world nha các bạn. Ở trong video trước thì mình đang xây dựng cái mob farm 15 tầng đó bạn, còn dang dở ha. Cho nên ở trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục xây dựng và cố gắng hy vọng là ở trong tập ngày hôm nay mình sẽ hoàn thành nó và tiến hành đưa vào chạy thử ha, để test thử xem nó có sản lượng có ổn định hay không. Ở dưới bên dưới này nó đang có rất là nhiều quái nữa bạn, quái ở phía bên trên nó nhảy xuống hay gì đó. Con nhện. Ở đây nè bạn, lúc đó, ở trong tập trước đó bạn, thì mình tính đó là kéo cái ghìa này ra nè bạn, chạy vòng vòng vòng, nhưng mà mình hết vật liệu xây dựng á, cho nên là mình đành phải dừng lại ở đây. Và trong thời gian mình rảnh á thì mình đã tiến hành treo mái cũng như là để mà có thêm đá để mà xây dựng đó. Ở trong tập ngày hôm nay sẽ tiếp tục kéo ra. Và ở đây mình thấy á bạn, nên là đập thêm một block ra phía bên ngoài đi. Đó, đập ra phía bên ngoài một cái, mỗi cái đập ra thêm một block nữa bạn. Ở phía bên ngoài này thì mình sẽ đặt thêm một block ở phía bên ngoài này đó, để mà nó đúng là như cái rìa ha. Đó, đây nè, kéo ra nè, thêm một block để cho nó đảm bảo cái độ rộng đó bạn, khi mà cái con quái ở trên nó nhảy xuống á cao quá thì nó cũng sẽ không bị rớt ở phía bên ngoài gì rớt xuống dưới ha, mà nó chỉ rớt ở trong cái máng nước này của mình thôi. Mình nghe tiếng quá trời con quái ở trên thì phải. Ở chỗ này thì ở chỗ này nó dưới cái cầu thang cho nên nó khó tính một chút ha. Ở đây thì mình sẽ đập ra nè, đập ở đây, lát mình sẽ sửa lại cái chỗ này sau, còn cái chỗ này thì cứ đập ra đi, đập thêm một ô nữa rồi kéo vòng qua phía bên kia luôn ha. Đập mỗi cái mỗi ô ra, mỗi cái một ô ra, xong cái đó là mình sẽ đặt phía bên ngoài á, đặt phía bên ngoài một ô nè, đó đặt thẳng vào bên đây luôn. Ý, đặt lộn ở trên rồi. Ở đây mình sẽ kéo ra thêm một ô đó, cái chỗ đằng cái chỗ này thì phải có một ô ở đây nè, rồi ra ngoài nữa, nhưng mà nó dưới cầu thang cho nên tính sao đi. Còn ở phía đây này bạn phải ra thêm một ô nữa ha, ở đây nè, ra thêm một ô nữa nè, nó nằm ở phía bên ngoài thì nó mới đúng nè. Đó, kéo ra rồi. Ở đây thì kéo ra y như vậy luôn và chạy giáp vòng ở phía bên kia luôn nha các bạn. Ok, sau khi mà mình chạy được giáp vòng cái vòng rồi bạn, mình sẽ tiến hành sửa cái chỗ cái cầu thang này lại luôn ha. Mình sẽ đập cái chỗ cầu thang này bỏ đi nè. Ý rồi, cái rìu đập luôn một phát đi hai cái cầu thang ở phía bên dưới luôn rồi bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ kéo ra thêm một ô nè, ở đây là ở đây một ô mới đúng đó, nó ra phía bên ngoài này. Ở phía bên ngoài này là mình đập bỏ chỗ này đi, bỏ chỗ này lát mình sẽ sửa lại sao. Chỗ này là cái đường đi lên đi xuống cho mình cho nó dễ đó các bạn. Chỗ này là đập bỏ một block và kéo ở đây ra thêm một block nữa cho nó đủ hai block giống đây nè bạn. Ở đây có một block ha, phải kéo thêm một cái nữa ra là nó sẽ đủ hai block. Và phía bên ngoài này bọc lại phía sau rồi như vậy. À, bên đây nữa. Wow, à đây nè, hàng gì hay lộn lộn chỗ này, cái này mình chưa đập nè, thấy nó sai sai ha. Rồi, vậy là mình có được cái sàn đầu tiên các bạn. Mình sẽ lát nữa mình sẽ gắn nước vô ha, còn bây giờ thì mình sẽ dục cái cục đá này đi. Và bây giờ phải lên phía bên trên, mình phải đi thẳng lên phía bên trên để mà làm cái sàn ở phía bên trên đó bạn, làm cái nóc ha. Ở đây mình sẽ đặt những cái cục xuống để mà lắp cái cầu thang để mà leo lên phía bên trên đây như vậy. Rồi, ok, ở đây mình có nhảy lên được hay không để mà đặt cái cầu thang, khi mà đặt cầu thang này nhảy lên được không? Ồ, lên được luôn nè bạn. Mình sẽ lên thẳng lên, đi thẳng lên trên cái nóc ở phía bên trên đó, đặt cái cầu thang rồi leo lên phía trên làm cái nóc. Cái nóc thì nó phải rộng ra hơn ở dưới các bạn, để mà bao phủ che hết cái ánh sáng ở phía bên dưới này, thì cái mấy con quái á, khi buổi tối á, khi mà đủ ánh sáng thấp á bạn thì nó sẽ sinh sản ra ha. Ở đây thì mình nghe tiếng quái rất là nhiều ở phía ở đâu đó, ở trong á, ở đây mình không nhìn thấy được, ở dưới cây cột nè, ở dưới rất là nhiều quái lắm. Ở trên này là cái sàn đỉnh nè, cái sàn cao nhất nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái sàn này ở độ cao là 246 246. Bây giờ mình sẽ canh ngay trung tâm để mình kéo lên thử xem. Rồi, tiếng mấy hộ dân ở dưới nó ồn quá, kéo lên thử nha. Ở đây thì trung tâm ở phía bên này. Đứng bên đây nhìn qua thấy được cái máy phầm đá của mình luôn đó bạn. Ở đây mình sẽ kéo maximum lên coi được bao nhiêu. Wow, ui còn nhiều mà bạn ơi, còn nhiều lắm ha. 255 ở đây mát rồi nè, đây mát rồi nè. Vậy là mình còn rất là nhiều cái khoảng trống ở phía trên này. Nhưng mà mình thấy 15 tầng là đủ rồi cho nên là mình sẽ làm trên này thôi, được rồi. Mình sẽ cũng canh lên 4 block các bạn, 1 2 3 ha. Vậy là thêm một block nữa sẽ là block thứ tư. Đặt cái cầu thang để leo lên block thứ tư rồi mình sẽ kéo cái nóc ra, kéo cái nóc ra. U dưới rồi, nhảy lên cái kéo cái nóc ra. Ở đây thì mình kiểm tra xem mình ở tầng bao nhiêu, 250. Vậy là mình có khoảng 5 tầng nữa bạn, 5 block nữa ha, 5 block nữa để xây dựng. Ở đây mình sẽ có cái trung tâm nè, 1 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nè, 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24. Mỗi 24 block nha các bạn, mỗi một cạnh á, không tính cái trung tâm á, thì nó sẽ ra mỗi phía là 24 block. Bây giờ mình sẽ ốp vòng vòng để mà mình kéo ra thành chữ thập các bạn. Thành cái hình chữ thập có 24 cạnh ha, 4 cạnh hết ha. Ok, sau một hồi xây dựng thì mình kéo được một cái chữ thập mình nè bạn, có 4 cạnh là mỗi cạnh là 24 hết luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ y như phía bên dưới thôi, chỉ khác nhau ở chỗ là cái độ bự của nó. Ở đây thì mình cũng sẽ kéo theo đường zigzag đó các bạn, kéo theo đường zigzag xéo và nối vào bên cái đỉnh bên phía bên kia ha. Ok, như vậy là mình đã có được một cái rìa của hình vuông rồi các bạn. Bây giờ thì công việc tiếp theo là đơn giản hơn nhiều rồi, chỉ cần ốp lại phía bên trong lại cho nó bít hết cái hình vuông này lại là ok rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái nóc rồi đó bạn. Sau một hồi xây dựng thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được cái nóc ha. Nhưng mà ở trên này á bạn, để mà sáng quá thì mình cần phải cắm những cây đuốc lên đó các bạn. Cắm những cây đuốc lên phía bên trên này ha, cắm đại đi cho nó sáng lên để mà nó không xuất hiện quái trên này, bởi vì cái sàn trên này là cái sàn mà không cần có xuất hiện quái đó các bạn. Cái sàn trên này là cái sàn nóc mà che lại thôi, cho nó tối rồi thôi, cho nó tối phía bên dưới thôi. Nó mà xuất hiện quái trên này là không có được đâu, cần thiết phải kháng quái một cách thật là kỹ ở phía trên này đó bạn, cho chắc chắn 100% là quái không được xuất hiện trên này nha. Bởi vì quái xuất hiện trên này nó sẽ làm giảm cho cái sản lượng, giảm cái sản lượng cái mob farm của mình xuống đó các bạn. Ở đây thì mình sẽ cắm đuốc từ lưa hết đi, đuốc thì chắc là thiếu rồi, không đủ rồi bạn ơi, hơi bị tốn đuốc ha, cho chắc do là mình cắm nhiều quá hay sao đó. Rồi thiếu rồi, mình còn cái sàn bên đây và bên kia nữa mà mình hết đuốc mất tiêu rồi, cắm thưa ra chút bạn ơi. Rồi xong, phía bên này thiếu rồi, ở đây xin lại vài cây đi để mà đặt ở phía bên đây để mà cho nó đỡ quá các bạn. Như vậy thì nếu mà có xuất hiện quái á, thì mình sẽ lên đây mình cắm thêm. Còn bây giờ thì mình tìm cách nào đó để mình đi xuống dưới nè. Giờ mình không nhớ cái cầu thang nằm ở chỗ nào nữa bạn ơi. Ai da, à cầu thang nằm ở đây nè, mà không biết là nó chầm nằm chính xác là cái lỗ nào nữa. Ở đây mình sẽ đào ra thử coi. Ok, hên quá, lượm lại cái đuốc nha, cắm cái đuốc đây nè. Đá thì mình sẽ đặt xuống ở đây. Ủa, à đúng rồi, nhưng mà làm sao nhảy xuống, nhảy xuống. Ây da, hơi đau. Hồi quá dưới này nhiều lắm bạn ơi, hồi nó xuất hiện quá nhiều lắm. Cái nóc ở phía trên các bạn, nó nuốt gần hết cái gương đá của mình luôn nè. Hồi nãy mình đem theo nhiều đá lắm, bây giờ còn có miếng à, dưới này giờ tối thui luôn rồi đó. Ngon lành cành đào rồi. Bây giờ thì mình sẽ trước khi mình đi xuống dưới để chuẩn bị những cái đồ điện các bạn, thì mình sẽ đặt nước ở phía bên dưới này luôn đi ha. Nước ở phía bên dưới này thì mình sẽ làm một cái nước vô hạn ở đây đi, ở trong cái góc này đi. Ở đây sẽ ra là 3 ô. Rồi, như vậy là mình đặt hai xô nước xuống là mình sẽ có được nước vô hạn ở đây và múc nước. Mình sẽ gắn nước vô bạn, lắp nước vô đây ha. Ở đây thì phải thêm một ô nữa ngoài này mới được. Tiếng gì vậy? Ê. Cái gạch, đặt cái gạch luôn. Đó 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 đó. Thôi. Hết hồn. Ở đây mình sẽ đặt nước vô và nước ở đây. Cách mỗi ô một nước các bạn thì nó sẽ chảy ra phía bên trong hết ha. Và mỗi lần thì phải ra múc một cái nó hơi cực ta. Hơi cực ha. Chắc là mình sẽ đi xuống dưới làm đồ điện rồi mình sẽ làm thêm xô, lấy thêm xô nước lên đi bạn ơi. Mình có rất là nhiều xô nước ở phía bên dưới. Như vậy thì mỗi lần chạy ra chạy vô hơi cực ha, cho nên là mình sẽ tìm một cách nào đó để đi xuống dưới đi. Ở đây thì mình tìm cái cầu thang, cái cầu thang của mình thì nó nằm ở đâu, cái chỗ này nè. Wow, bây giờ mà đập ra thì nước nó chảy xuống dưới. Ôi ôi, nước chảy xuống dưới rồi. Mình sẽ lấy cái cầu thang ra, cái cầu thang của mình đây nè, để mà đặt vô cho nó bít cái chỗ này lại. Đặt cầu thang vô là nó bít nước là được không? Nước bít là không? Rồi nước bít là đó bạn ơi, mình sẽ đi theo đường nước xuống dưới luôn. Nhảy xuống. Hay quá, nhảy xuống trên luôn kìa. Ôi mình nhảy xuống chỗ có nước mà nó cũng chết luôn các bạn ơi. What? Chắc là do nước cạn quá hay sao á, hay là trúng cái bờ này không biết nữa, té xuống chết luôn. Mình tính nhảy theo đường nước tính đu lại đó mà đu không kịp. Gà thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ vô trong để mà chuẩn bị những cái linh kiện đồ điện cần thiết nha các bạn. Mình có chắc là đá ở trong nhà mình vẫn còn ở đây. À này bén đồ cùi lắm. Ở trong này thì mình có đã đi đào thêm đá với lại than nè. Than thì mình sẽ lấy ra để mà làm đuốc nè. Sắt thì mình còn nè bạn, mình sẽ nuôi chưa nung nấu nó lên, bởi vì mình thiếu, mình để dành á, mình thiếu tính là để nè, sau này mình nung bằng lava luôn. Đây lấy vàng ra luôn, lấy thêm sắt ra nữa, sắt ở đây có nè, sắt lẻ nữa nè. Ồ gần 2 tấc vàng luôn đó bạn. Ở bên đây thì mình cần có đá, thêm đá silicate để làm những đồ điện thì chắc chắn phải có đá silicate với lại cái dây điện nè.
đầu điện thì vẫn có dây điện, dây điện thì mình có đi đào thêm. Cái quặng này các bạn thì mình sử dụng cái cây mũi khoan có chuẩn này bạn, đào được ra ha, mấy cái quặng này nè, đào ra nó nguyên quặng luôn. Ở đây có thêm đồ điện này, lấy ra cần gạt nè, dây điện đỏ không biết có cần hay không, cứ lấy ra đi các bạn ơi. Ở đây mình có cái cờ lê không biết có cần đem theo hay không. Thôi đem theo đi bạn ơi, có gì lỡ mà cần thiết thì không có cũng mất công lên xuống ha. Đây mình sẽ lấy thêm đá lục lam, đá lam có cần điện, có cần cái này không, dầu hắc nè. Dầu hắc chắc không cần đâu bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm những cái món đồ điện. À dạ, sao bấm hoa không qua. Mình cần có những cái máy bắn đó, cái máy bắn để mà bắn nước ra ha. Cái máy bắn thì mình có tất cả là 15 tầng, thì mình sẽ làm khoảng 15 tầng thì làm 15 cái thôi, quá đơn giản. Ở đây thì mình sẽ làm 15 cái, để làm 15 cái thì phải làm 15 cái lò xo. 15 cái lò xo cần có 15 cái áp lực, 15 cái tốc áp lực thì cần có 15 cái nút. Ở phía bên này thì nhớ mình có nút thì phải, ở đây có một cái nút. Giờ tại có đúng một cái nút, lấy que ra thêm nè bạn. Gỗ hả? Gỗ mình còn tắc 99 không, mà uổng quá, xài uổng quá, tắc 99 để sau này xài á bạn, chứ bây giờ mà lấy ra là hết tắc 99 ha. Ở đây mình có một cái đúng không, đây 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Trời ơi, 15 cái. Như vậy là mình có thể có được 15 cái tấm này ha. Và tấm này thì chế tạo lẹ luôn. 15 cái này mình sẽ chế tạo ra được 15 cái lò xo vàng luôn. Wow, không biết vàng mình đủ hay không nữa. Mình đi đào rất là nhiều ở phía bên dưới hầm mỏ nhưng mà không biết đủ hay không. Đào ở trong những cái hang động đó bạn, có vàng sắt rất là nhiều. Chứ mà đào theo kiểu ven mai thì rất là khó đào luôn á. Ở đây thì mình sẽ cần có những cái lò xo vàng có rồi đúng không? Cần có gì đây? Khối đá điện bạn ơi, khối đá điện. Wow, khối đá điện hơi bị tốn kém luôn. Mình còn một sắt trong này nữa nè. Wow, khối đá điện, 15 cục khối đá điện. What? Trời ơi, chết rồi. 15 cục đủ y luôn nè bạn ơi. Thôi chết rồi. Ôi, vậy là mình thiếu dây điện rồi bạn ơi. Dây điện mình còn có 3 thôi à. Sao mở gương không được? Ô, xếp lại cái còn hay không? Wow, chết rồi, mình thiếu dây điện rồi bạn ơi. Tại vì mình còn nhiều món đồ cần dây điện lắm. Ví dụ như cái block cảm biến nè, cái block cảm biến cũng cần có dây điện nữa ha. Và mình chuẩn bị rất là kỹ lưỡng nhưng mà vẫn thiếu. Ở đây thì mình mới làm được có 13 cục thôi, mình chưa đủ nè, cần thêm sắt nữa nè. Trời ơi, kinh khủng, cái dự án này lớn quá rồi bạn ơi. Ê chà. Hay là mình làm khoảng 13 tầng thôi, mình chừa lại bạn ơi, bởi vì mình làm ở đây được 13 cái nè. Mà vẫn thiếu, nếu mà làm 13 cái thì vẫn thiếu, bởi vì mình cần có thêm cái này nè. Cái này thì cần có cái cục đó, cái cục mạch so sánh. Cục mạch so sánh thì lại cần dây điện. Ui, 3 cục 1 dây, 3 cục 1 cái, 3 dây điện 1 cái cục này. What? Nó hơi nhiều luôn á. Wow, giờ mà chạy xuống hầm mỏ đào nữa thì nó hơi mất thời gian ha. Wow, chắc là mình sẽ làm ít ít thôi bạn ơi. Mình sẽ chuyển mấy cái block này về. À, làm 13 cái. Làm trước 13 cái này đi. Mình sẽ làm 13 cái. Như vậy là mình sẽ còn những cái khối điện này, mình sẽ cái khối điện này mình sẽ chuyển ngược nó trở thành dây điện, là mình sẽ có thêm mình sẽ có thêm được mới. Nhưng mà mình còn ở trong này hay không, trong này không có đâu. Dây điện thì mình để trên này không nè. Như vậy là mình thiếu dây điện nè, ở trong những cái lò này còn hay không, sắt không à. Như vậy là mình đã có được dây điện, lấy lại phần dây điện đó bạn. Mình sẽ làm những cái sáu cái này đi. Wow, một cái cảm khối cảm biến thì nó cần có một cái này, thì mình cần có ở đây mình có 6 cái, làm được 6 cái hả ta. Đây nè, cái này nha, chính xác là cái này nha, chế lộn cái bên đây là xong hàng luôn á. Chế tạo cái này nè, 6 cái mình sẽ chế tạo cho mình 6 cái luôn. Wow, 6 cái đó thì mình sẽ chế tạo được cái này. Wow, thiếu sắt rồi, lấy thêm sắt ra. Sắt thì mình trong này mình còn bạn ơi, trong này mình còn rất là nhiều sắt. Đâu ở đây nè, lấy hai tắc sắt ra luôn. Né anh ơi, anh né anh ơi, để em làm anh ơi. Ở đây thì mình sẽ làm được 4 khối heo giỏi. Cái này là block cảm biến. Cái này nó không tắc lại cho mình luôn nữa chứ, kinh khủng vậy. Trời ơi, khó nha. Ở đây thì mình sẽ còn một cái nữa, đúng ra mình phải chế tạo thêm được một cái nữa chứ sao vậy. Thiếu cái gì nữa đó các bạn ơi. Ở đây mình sẽ kiểm tra xem mình thiếu cái gì nha. Cái này là không phải nè. Cái này, đây này, nó đây. Thiếu dây điện hoài à. Vậy thì mình sẽ tạm thời cắt vô cái rương nào đó để mình xuyên xuống dưới đào thêm dây điện đi các bạn ơi.
Lại có đêm trăng tròn nữa kìa. Mình sẽ cất bớt mấy cái này vô, cất vô. Để đi xuống phía bên dưới đào thêm dây điện, nhanh chóng đào thêm dây điện. Mình sẽ đi xuống phía... Ôi đi ngủ cái. Đêm trăng tròn rồi, đi ngủ cái. Kiểm tra xem cái anh họ dân làng phía bên kia bán cái gì. Cái anh dân làng mới xuất hiện đó các bạn. Bán cái gì đây, anh bán cái gì đây? Ôi anh bán không có gì ngon hết. Ở trên bán dây điện thì mình mua luôn cho nó lẹ cho anh tiện hả bạn. Bây giờ phải chạy xuống phía bên dưới để đào nữa. Mà biết vậy ở trong lúc trước mình đào nhiều, lúc mà mình đi đào sắt các bạn, mình gặp rất là nhiều đá điện luôn, nhưng mà mình không có đào. Mình thấy nhiều á, mình đào tới 2 tấc mấy luôn á, vậy mà thiếu kinh khủng thiệt chứ. Ok, sau một hồi đào với các bạn thì mình cũng đã lên được phía trên trên mặt đất rồi nè, mình đào được 2 tấc với một cục nè bạn, 2 tấc với một cục đá điện luôn ha. Bây giờ sẽ bỏ vô trong lò để mà nóng nó lên. À mình cần có bỏ than vô nữa bạn ơi, mình quên múc lava, nãy mình đi mình thấy nhiều lava lắm nhưng mà mình quên múc rồi. Tách nó ra đi bỏ xuống phía bên dưới cho nó chạy nhanh hơn đó các bạn. Ở đây thì mình sẽ lấy thêm một tấc than ra nữa đi. Mình sẽ bỏ xuống phía bên dưới. Chà, chả có cái cục sắt này nữa. Chờ nó chạy cục sắt xong. Ồ, bên đây vàng xong rồi nè. Mình sẽ bỏ vào một nửa vô đây. Còn cục sắt này chờ nó chạy xong cái mình lấy sắt ra và mình bỏ cái dây điện của mình vô ha. Rồi ok, bỏ dây điện của mình vô. Như vậy là mình sẽ có được 4 cái lò hoạt động liên tục luôn đó. Còn ở đây thì mình cần có thêm mấy cái xô nữa bạn ơi. Wow, 15 cái xô. 15 cái xô cho 15 tầng. Đúng rồi, làm thêm cái xô đây bạn. Mình sẽ làm thêm 15 cái xô. Cái xô cần có que, que thì chế tạo thêm được. Rồi ok, chế tạo thêm que nè. Mình đang có là 7 cái đúng không? 7, 8 cái, 8 cái nữa. Đúng chưa? 15 cái, ok như vậy mình có được 15 cái xô nè, đủ nè. Còn thiếu lại là cái cục này nè. Cái cục này là mình cần có thêm đây 4 cái đúng không? Cần thêm 11 cái cục này nữa. 42 cộng dây điện thì sẽ làm được bao nhiêu cái đây? Bởi vì mình còn thiếu cái cục này nữa nè bạn ơi, cái máy bắn nữa ha. Cái máy bắn thì cần có thêm 2 cái máy bắn nữa. Nhưng mà mình ưu tiên làm cho cái này trước đi. Đủ rồi nè, chắc đủ rồi nè. Mình kiểm tra lại xem mình có thêm 11 cái nữa. 11 cái mà mình có ở đây một cái nữa. À ở đây 6 cái rồi. Ở đây 6 cái. 6 cái thì mình sẽ làm thêm 6 cái nữa là mình có 12 cái đúng không? Vậy là làm 5 cái thôi. Làm thêm 5 cái nữa bạn ơi, 5 cái thôi ha. 1 2 3 4 5. Như vậy là mình có đây rồi. Có 11 cái, 11 là với 4 là sẽ là 15 cái, như vậy là đủ cái phần khối cảm biến ha. Cái khối này thì cần có cái gì để kiểm tra luôn, để lát leo lên trên đó bạn, nó thiếu ha. Cần có sắt, dây điện, đá lam. Sắt thì có, dây điện thì có luôn rồi. Vậy là còn thiếu cái lò xo nè, lò xo có rồi, mình chỉ còn thiếu cái máy bắn thôi. Mình sẽ làm thêm cái máy bắn cho nó đủ 15 cái luôn. Cần có khối đá điện nè, khối đá điện thì mình sẽ làm thêm 2 cái đúng không? Đây 10, đúng rồi 2 cái, như vậy là mình sẽ có đủ nè. Đây rồi 2 cái nữa. Như vậy là mình đã có đủ 15 cái này. Cái này nhà máy bắn 15 cái. 15 cái hay 16 cái ta? Hình như là phải cần 16 cái, nhưng mà lát nữa mình lên trên rồi mình chế tạo ha. Còn bên dưới này thì mình sẽ đem theo những cái thứ cần thiết để mà xây dựng ở bên trên. Chắc chắn là phải có thêm dây điện nè. Đó, dây điện. Và dưới này luôn. Ở bên này thì nó chưa chạy ở dưới này chứ. Đó, như đây mình có thêm một lượng dây điện kha khá nữa rồi đó. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên để mà lắp hệ thống đường điện cũng như nước ở phía bên trên nha các bạn. Với cái 15 cái xô này thì chắc là đủ đó. Ok, lên thôi, let's go. Ôi, trên này giờ quá trời quái luôn bạn ơi. What? Quá trời quái trên này luôn. Rồi xong mình rồi. Quá trời quái trên này luôn. Trời ơi, chưa gì hết mà nó quá trời quái trên này rồi. Như vậy là mình có thể nói là cái xe máy này là sẽ hoạt động sản lượng rất là tốt luôn đó các bạn. Đã thiệt chứ. Ủa, mình phải giết hết cái lũ quái này nè các bạn thì mới có tiến hành lắp hệ thống đường nước vô để nó gom lại chính giữa ha. Ở đây nó phóng ghê quá, cái kiếm của mình sắp hư luôn rồi, đập một hồi là gãy cái kiếm luôn. Bây giờ thì mình còn có một cái rương chứa đồ đó các bạn, mình sẽ qua phía bên này để mà làm một cái rương chứa đồ ha. Ở đây thì đặt thêm một cục ra nữa để đó, 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 nó nhảy xuống nữa kìa. Nó thấy mình nó nhảy ra đó. Mình cần có đặt một cái rương gì vậy? Rồi nó phóng xa vậy. Mình đặt một cái rương, mình mở cái thu chỗ này nó rộng rộng ra một chút đi các bạn, để mà đặt cái rương xuống ha. Mình sẽ chế tạo cho mình một cái rương đồ chứa đồ để mà cất bớt cái những cái đồ linh tinh vào. Đá nè, đá này không cần thiết nhiều quá đâu. Sắt thì còn đẹp rồi, đem hay chi nhiều dữ vậy. Rồi cái giò này cất vô đây không cần đâu. Hồi ôi quái vậy bạn ơi, mình phải đi ngủ cái. Mình sẽ đặt cái giường xuống để đi ngủ cái. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp hệ thống đường nước. Trước khi lắp hệ thống đường nước đó các bạn thì mình sẽ cất bớt đồ vô. Những cái hối này không cần thiết nè.
Với lại đá nè, đá thì mình sẽ sử dụng đem thêm một tấc thôi, cắt bớt vô đi các bạn. Ok, ở đây nè, mình sẽ vô múc nước, lấy cái xô để múc nước ra. Múc nước mình sẽ lắp bay vòng vòng đây nè các bạn. Nó phóng thì tiêu nè các bạn ơi. Ở đây mình sẽ múc nước ra phía bên ngoài và cho nước vô tất cả hết chỗ cái rìa vòng vòng phía bên ngoài các bạn. Ok, sau khi múc được nước thì mình sẽ đi ra phía bên ngoài để mà tiến hành bơm nước về phía bên trong. Ở đây nè bạn, mỗi một ô thì mình sẽ bơm một một xô nước vô ha. Đó. Wow. Ở đây thì mình bị full nữa bạn. Mình sẽ gom mấy cái xô lại một chỗ này đó. Bây giờ sẽ đưa những cái xô nước chưa thấy ấy xuống nè. Còn nguyên xuống nè. Xô nước chưa đổ ha, xô nước vẫn có nước trong á. Mình sẽ bỏ xuống mỗi chỗ là một ô hết. Và chạy vòng vòng ở phía bên kia ha bạn. Nước nó sẽ gom vô trong chính giữa thôi. Ok, mình còn một xô nước nữa là xong cái vòng ở ngoài rồi các bạn. Ở đây mình sẽ múc thêm một xô nước, à, múc thêm hai xô nước đi bạn. Múc hết nước trong này đi. Bởi vì lát nữa mình cũng đập cái chỗ này bỏ nè. Đó, múc cho nó khô nước ở trong luôn ha. Ở phía bên ngoài này còn một ô nữa. Một ô nữa là xong ạ. Đây rồi. Như vậy là mình đã có cái rìa nước ở phía bên ngoài và nó gom ở phía chính giữa đó bạn. Mình cần có một cây đuốc để thắp sáng ở trong cái trung tâm để mà dễ dàng nhìn thấy con nước nó chảy tới đâu ha. Ở đây thì cũng thấy được nhưng mà sợ tối quá khó thấy ha. Mình sẽ đập ra xem, kiểm tra xem. Ở đây là cái trung tâm này, mình sẽ đập bỏ bớt đi. Vừa là cục ở đó thì bạn ơi, ở đây là trung tâm ha, nó chảy xuống tới đây. Ở đây thì mình cần có thêm vô thêm là một hai ô nữa bạn, thì mình sẽ lắp ở ngoài này nè bạn. Mình sẽ lắp ngoài này hai ô nữa. Nếu mà lắp ở ngoài này hai ô thì nó sẽ bị bứt cái cầu thang ha. Vậy nó cứ lắp lại đi, hai ô nè, hai ô thì nước sẽ tràn vô thêm hai ô là mình sẽ có chính giữa là ba ô. Nếu như mình lắp thêm bên kia hai ô nữa, bên này mình lắp hai ô nữa là nó sẽ tràn vô nè bạn. Ở đây nó hơi tối chịu khó nhìn một chút đó, nó sẽ tràn vô thêm hai ô nữa ở ngoài bìa nữa bạn. Bạn thấy có thể nó bị thiếu ha. Vậy là mình sẽ lắp thêm cái bìa này thêm một ô nữa, đúng rồi, thêm một ô ở đây nữa nè, bên đây một ô nữa, nó sẽ tràn vô trong đó, nó tràn vô trong ở tương tự như mấy cái góc qua cái bên này bạn, mình là y như vậy ha. Rồi như vậy là mình có ở giữa trung tâm là 3 x 3, bạn lấy mình sẽ đục xuống một cái lỗ và làm chỗ nó rớt xuống quá xuống dưới ha. Còn ở phía bên trên bây giờ cái công đoạn quan trọng nhất là ở phía bên trên để mà đi hệ thống đường dây điện đó các bạn. Mình sẽ lên trên để mà làm thêm một số dụng cụ đồ điện cái. Ở đây mình sẽ ốp cái đường ra để đi qua thôi. Chỗ này thì mình sẽ đập ra nè, đập lên trên một cái để mà đặt cái khối bắn máy bắn xuống các bạn. Máy bắn mình sẽ ốp xuống phía bên dưới nha, lấy mình sẽ bỏ xô nước vô. Còn ở đây á, thì mình sẽ đặt nó lên. Ở đây mình lấy cái hỏi khối gạch đá đi để là ở đây. Đây là xây dựng luôn nè các bạn. Đó, đây ha, đây. Ở đây rồi đó, nước sẽ bắn xuống đây nè bạn, nó sẽ chảy ra ngoài ha. Còn ở trên, lên trên quan trọng là đường dây điện ở trên. Đường dây điện ở trên thì cũng khá là đơn giản. Chỗ này ui rồi nặng lộn cái khối rồi. Mình lấy ra được cái khối rồi đó bạn, mình sẽ đặt ra thêm hai khối để mà có đường leo qua nè. Ba khối luôn chứ hai khối gì. Ở đây thì cũng tương tự như ở khác ở trên, chứ ở đây thì mình sẽ đặt cái khối cảm ứng xuống bạn. Ở đây bắt đầu sử dụng cái khối cảm ứng ha. Cái khối cảm ứng thì phải quay vô trong này nè, nó cho cái lỗ đưa vô trong ha. Và mình sẽ đặt đường dây điện ở trong này, một cái đường dây điện để mà lát nó sẽ kích hoạt cái máy dưới này ha. Và ở đây thì mình sẽ tương tự như ở dưới, mình sẽ đặt lên trên đó, sẽ là cái hình tam giác các bạn. Một cái hình tam giác, và ở trên này thì sẽ là một cái máy bắn úp xuống phía bên dưới thôi. Cứ tương tự như vậy bạn sẽ áp dụng cho những cái tầng ở phía bên trên ha. Ok, sau một hồi mình xây dựng các bạn thì mình đã lắp hết được cái hệ thống. À còn một tầng nữa chứ, còn một cái nữa đây bạn ơi. Mình tưởng đâu mình lắp xong rồi, còn một cái phía trên này nữa là xong. Còn một tầng cuối cùng, tầng này là tầng cuối cùng nè. Ủa, ở trên này nhện đâu mà đông dữ vậy trời. Ok, ở đây thì mình sẽ lắp cái hệ thống máy cuối cùng vô, cái đường dây điện cuối cùng vô đây nè bạn. Ở đây thì hai cục đá hai bên y như ở dưới thôi, lắp vô luôn. Ô sao còn hai cục ta, à ôi, à đây là một tấc nè, hai một tấc với hai cục mà mình nhìn tưởng đâu có một cục thôi. Ở phía bên trên này thì mình lắp thêm một cái máy bắn ở trên nữa bạn, cái máy bắn này là cái máy bắn cuối cùng ở trên ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lên trên nóc để làm một cái hệ thống hẹn giờ ở phía bên trên luôn, kéo cái cầu thang này lên tới trên luôn mà đụng ở phía trên luôn ha. Wow, à mình tưởng đâu mình hết cầu thang rồi chứ. Nó lẻ lẻ một cái đó bạn, nhìn tưởng đâu hết rồi ha. Ở trên này là cái trung tâm nè, ở đây nè, đây là cái máy bắn của mình ha. Vậy thì mình sẽ làm một cái hệ thống hẹn giờ, nhưng mà để làm một cái hệ thống hẹn giờ thì mình cần có một cái bàn chế tạo để chế tạo những cái linh kiện ra cái đã. Mình cần có những cái mạch so sánh nè bạn, máy so sánh điện năng ha. Mình cần có khoảng một và hai ba bốn cái đi, mình sẽ có bốn cái với là bốn cái hopper. Hopper thì mình có đây bốn cái nè. Mình sẽ đặt hai cái qua phía ngoài, mình sẽ sử dụng một cái hệ thống hẹn giờ mà không sử dụng bích tông đó các bạn.
trong thiết kế của Minecraft đem qua đây ha. Của mình nó cái thiết kế mà không sử dụng bê tông đó. Ở đây thì mình cần có thêm cây đuốc điện nữa, cần thêm có hai cây đuốc điện. Ở đây thì mình thiếu cái cây que này, mình sẽ chế tạo thêm cây que. Cây que là ở trên thường dùng, chế tạo cây que sau đó là quất một cái là được hai cây luôn. Mình có tổng cộng là ba cây, mình cắm hai cây đuốc xuống nè các bạn. Ở phía dưới này thì mình sẽ sử dụng cái này nè, cái mặt so sánh. Ở đằng sau mặt so sánh thì mình sẽ đặt hai cái hopper, hai cái hopper sẽ đâm đầu vô nhau ở đây. Đặt cái này đi, phải chỉ vô mới đúng nha bạn, hai cái chỉ vô. Ở đằng sau hai cái hopper là hai, một cái block, hai cái thêm hai cái mặt so sánh chỉ ra phía bên ngoài đúng không ta? Ủa sao thấy nó sai sai vậy? Ở đây ở đây không đúng, ở đây không đúng, ở trên của cái mặt so sánh mới đúng. Đập chỗ này bỏ rồi. Ở trên cái mặt so sánh là những cái hopper đó các bạn, mình sẽ có cái điểm tựa, cần có một cái điểm tựa để đặt cái hopper vô nè. Ở trong này thì đè ship để đặt cái hopper trên này không được đâu bạn ơi. Thôi mà được, mà chỉ có đặt block trên không được thôi. Ở đằng phía đằng sau này thì mình sẽ thêm hai cái block, và cái này thì nó sẽ chỉ ra phía bên đây nè bạn, đó nó chỉ ra phía bên đây ha. Ở sau này thì hai cái hopper đâm đầu vô, nó đâm đầu vô nhau. Cầm cái block cầm cái block thì đập vô cái hopper không được ha. Nhưng mà ở đây phải câu lên nữa rồi, nó phải câu lên ở đây. Có hai block ở phía bên trên của hai cái hopper. Đây đúng rồi nè, đây đúng rồi nè. Ở phía đằng sau này các bạn thì mình sẽ đặt một cái món đồ vô, mình sẽ sử dụng một cái loại vật liệu gì đó để đặt vô. Ở đây thì mình sử dụng đá đi. Đó nó sẽ chuyển qua chuyển lại ha. Còn ở trên này thì các bạn có thể đặt tùy ý nhiều hoặc ít. Nhiều thì nó sẽ chạy chậm, còn nhanh á, ít thì nó sẽ chạy nhanh ha. Ở đây thì mình sẽ đặt vô hết vô đi. Muốn hết vô thì nó hơi nhanh ha, cho nên mình tạm thời mình đặt khoảng vài vài món đồ vô thôi. Ở đây thì các bạn chỉ cần dẫn cái đường dây điện ra phía bên ngoài này nữa là ok. Ở đây phải lên trên một chút rồi qua bên đây. Ở đây thì nó không ăn điện nè, mình cần có một cái block được hay không, đặt một cái block vô. Ê, nó đưa vướng vào cái máy bắn các bạn. Ở đây thì không được. Về ra phía bên này mình phải kiểm tra, đập ở bên dưới kiểm tra xem nó có chảy nước hay không. Mình sẽ bỏ một cái xô nước vô trong để cho nó chạy thử nha. Giờ cái đường điện nó sáng lên đó bạn, để kích hoạt cái máy bắn của mình ha. Đó nước chảy ra là ok rồi đó bạn. Như vậy là sẽ đập bỏ ở đây đi. Rồi ở phía bên dưới này là một cái. Ở đây mình sẽ đập bỏ dây điện đi bạn, lát mình sẽ câu vô sau nha. Mình sẽ đi xuống bên dưới để mà chuẩn bị. Nhưng mà muốn đi xuống phía bên dưới mình phải dọn đồ bớt. À đi xuống dưới bên dưới dọn đồ bớt bạn ơi. Mình cần có những cái xô nước mà có nước á, mà cái xô nước thì nó không stack lại với nhau được. Ở đây thì nước chảy tùm lum tùm la hết. Mình sẽ múc nước lại. À cái tầng này thì mình cho chảy nước đi các bạn. Mình sẽ làm xen kẽ. Mày con mấy con nhện nè. Mình sẽ làm xen kẽ đó các bạn. Mỗi một tầng đó thì nó sẽ có những cái như là nó có một tầng có nước, một tầng không có nước đó các bạn, để mà nó hoạt động liên tục cho mình ha. Ở đây thì mấy con giả nhân nó xuất hiện tùm lum tùm la hết. Ở phía dưới này là một cái xô. Wow, mình phải lấy nước rồi bạn ơi, mình sẽ đi xuống dưới để lấy nước. Muốn lấy nước thì phải lấy ở trên này nữa. Wow. Phải làm lấy lại nước bạn ơi. Mình sẽ lấy lại nước ở chỗ này cũng như là cái xô ở đây thôi. Lấy tạm thời. Con vợ này nó cắn mình, nó cắn hồi chắc chết luôn á. Thôi quá trời quái luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi xuống phía bên dưới để ngủ cũng như là cắt bớt đồ vô nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lắp hệ thống đường nước vô. Sau khi mà mình lấy được nước nè các bạn, mình sẽ lắp nước vô. Ở cái tầng đầu tiên này thì mình sẽ sử dụng nước chảy đi, mình cho nước chảy ở đây rồi sau đó là ấy, nước chảy ở đây rồi sau đó là mình sẽ bỏ cái số không ở trong ha. Còn ở phía bên trên bây giờ sẽ lên phía bên trên. Ở đây thì nó bị dư một ô hay sao nữa bạn, để mình kiểm tra xem nha. Rồi nó bị dư một ô rồi đó bạn ơi, nó bị dư ở chỗ này thì phải đập bỏ chỗ này đi, chỗ này nó bị sai chỗ này rồi. Nó nước nó chảy không ra tới nè, hay là do trong này mình chưa đặt block. Ở đây mình có block rồi mà nó vẫn chưa chảy ra đủ, có nghĩa là mình sẽ lộn ở đây một dư một ô nè, đập bỏ. Ô ngoài kia này cũng dư một ô luôn. Rồi đập ở đây, đặt ở đây một ô để mà leo ra nè các bạn. Ở phía bên trên này thì mình sẽ cho là nước không chảy đi ha, cứ xen kẽ nhau thôi. Ở đây thì mình sẽ bỏ xô nước vô chứ không bỏ nước ra ngoài đó. Còn ở trên tầng tiếp theo là một cái tầng chảy nước ra ngoài, cứ xen kẽ rồi các bạn làm áp dụng cho tới những cái tầng ở phía bên trên nha. Rồi ok, sau khi mà mình lắp xong cái hệ thống nước vô thì kiểm tra lại lần cuối xem đúng hay không. Đó cứ xen kẽ nhau hả bạn. Mình còn cái cầu thang và ở bên dưới này mà cái rìa này thì nó có những con quái spawn ra đó, cho nên là mình sẽ tiến hành ấp cái miếng nửa miếng xuống. Không biết là trong mini world cái miếng nửa miếng nó có kháng quái được hay không, nhưng mà cứ ấp xuống ở rìa ở ngoài đi bạn. Ở đây này mấy cái con ninja phóng phi tiêu nó xuất hiện tầm lum đây nè. Mình sẽ cho nó đi xuống phía bên dưới đi, chỗ này không phải là chỗ của nó nữa rồi.
Ồ, có con một mắt nó kìa, nó xuất hiện trên này luôn. Ngon. Cái con một mắt chắc là nó sẽ tele đi chỗ khác nếu như gặp nước đó bạn. Chắc là mình không farm được cái con một mắt ở đây đâu. Ở đây là tấm nửa miếng, cầm lộn cái tấm nguyên khói rồi. Ở đây mình sẽ đặt tấm nửa miếng xuống chạy vòng 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 vòng. Ok, sau khi mình ấp cái rìa ở ngoài các bạn bằng tấm nửa miếng thì cũng trời cũng đã tối. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía bên ngoài cái giường mình để mình tiếp tục đi ngủ. Và sau đó mình sẽ quay trở lại. Sau khi đi ngủ xong thì mình làm thêm, mình sẽ lấy cái bàn chế tạo của mình. Ủa, cái bàn chế tạo mình để đâu mất tiêu rồi? What? Ủa, cái bàn chế tạo mình để tua ở trên rồi bạn ơi. Mình còn thiếu mấy tấm nửa miếng đó bạn, hồi nãy mà mình đã lắp vô nè. Mình chỉ còn thiếu bên kia, thôi kệ nó đi. Bây giờ sẽ lên trên để mà lắp hệ thống đường điện, cầu hệ giống dây điện hồi nãy mình đập ra đó các bạn, ở phía bên trên ha. Đi lên phía bên trên này. Và sau khi mà lắp hệ thống đường điện thì mình sẽ chắc là sẽ tiến hành đập bỏ cái cầu thang này nè bạn. Mình đập bỏ cái cầu thang này cho nó gọn rồi ha. Nữa thì mình nếu mà lên chở nó thì mình sẽ làm một cái đường khác để lên trên nóc. Còn cái cầu thang này là phải đập ra nè để mà không bị vướng mấy con quái đó bạn. Mấy con quái mà mới bị nước đẩy ra phía bên ngoài thì nó sẽ vướng vô cái cầu thang của mình ha. Nên cần là phải đập ra liền. Phải đập ra. Ở phía bên trên này thì mình sẽ lắp cái thêm đồ với các bạn ơi. Tình hình là mình đang có, để coi mình lấy hết đồ ở trong này ra coi mình có được bao nhiêu, đủ một tấc hay không. Chắc là không đủ một tấc đâu bạn ơi, nó chỉ có khoảng 51 thôi. Vậy là mình sẽ chuyển gỗ để bạn, mình sẽ sử dụng mình sẽ chuyển gỗ ra, chuyển gỗ ra đi lấy gỗ đi bạn. Mình sẽ làm một tấc gỗ để mà bỏ vô trong cái hopper ha. Mình sẽ cho cái hẹn giờ này, cái hệ thống hẹn giờ này sử dụng một tấc gỗ nè, đó nó sẽ chạy một tấc gỗ. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cái hệ thống dây điện vô. Như vậy là nó sẽ bắt đầu hoạt động rồi đó bạn. Nó sẽ tắt mở cái đường điện trên này ha. Và ở đây thì mình sẽ đập bỏ cái cầu thang đi, cũng như là đập bỏ cái chỗ này nè. Đó. Chỗ này bây giờ là phải đập bỏ. Kiểm tra xem lát nó có tắt mở hay không. Ở cái tầng ở phía bên dưới này là cái tầng mà khô nữa bạn, không có nước ha. Ở phía bên trên có nước thì ở dưới này là không có nước. Nó sẽ xen kẽ nhau. Bây giờ sẽ đập hết cái chỗ này ra. Đó, nó tắt nước rồi bạn. Ồ, nó tắt nước, ở bên trên mở nước. Như vậy là ổn định rồi đó. Sau khi mà đập xong hết. Ồ, mình còn sót cái nào hay không, mình kiểm tra xem. Ok, bạn đúng rồi đó. Bây giờ thì mình cần có một cái đường để đi xuống phía bên dưới. Nhưng mà chắc là phải đi chỗ này đi. Bởi vì chỗ này là cái cầu thang của mình đi lên nè, đập cái chỗ này ra đi. Phải lên thêm một ô nữa nè, có một cái cầu thang ở đây để mà leo lên leo xuống cho nó tiện nè. Đó, đặt mình đây, đặt mình đây cũng được. Ở phía bên đây thì mình có mấy cái cầu thang, chắc là lụm lại luôn đi, tiết kiệm đi. Dùm nó luôn để lát thiếu không có chế tạo được ở trên này đâu. Ôi, ở dưới quá trời quái bạn ơi. Ở phía bên dưới này mình có rất là nhiều quái luôn. Ở phía bên dưới này mình cần có một cái xô nước. Mình sẽ ra đây đây để múc thêm cái xô nước ra. Mình sẽ làm một cái đường ống ở phía bên dưới này bạn. Ở phía bên dưới cái máng nước. Để mà hứng những cái con tiếp tục lần thứ hai hứng gom lại á. Khi mình gom lại phải đưa vô cái một cái đường ống để mà xử lý. Xử lý ở đây thì mình sẽ đặt nước xuống nè. Nước xuống và bơi ra. Xây dựng đại ra đi bạn ơi. Xây dựng đại ra để mà kéo một cái sàn vô trong. Trâu vô trong trung tâm mà mình sẽ kéo xuống. Giờ mình sẽ kéo vô trong trung tâm nữa bạn. Kéo vô trong cái trung tâm của cái sàn máng nước của mình á. Kéo vô. Đây sẽ kéo ra. Ở đây thì mình sẽ nghía vô ngay chỗ cái cạnh này đó bạn. Đó cái cạnh đó ha. Ở đây nó hơi tối một chút bởi vì ở phía bên dưới của cái máy móc farm này thì nó sẽ tối thôi. Ở đây ngay dính giữa chưa. Mình có đem theo đuốc nè để mình cắm đuốc lên cho nó sáng cái chỗ này dễ thấy nha. Ở đây là trung tâm. Ở đây là trung tâm nè các bạn, trung tâm là ở đây ha. Vậy là mình sẽ ra thêm ở chính giữa là ba ô đúng không, mình sẽ cần có ba ô đó. Ba ô như vậy mình sẽ ốp chạy vòng ba ô là để cái đường ống các bạn, cái đường ống có rỗng ở phía bên trong là ba ô ha. Mình kéo ra, kéo ra rồi. Như vậy là mình đã có một cái vòng của cái hình ống. Bây giờ mình sẽ đặt nước ở bên trên nè bạn, để cho nó chảy xuống phía bên dưới. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng block để đặt xuống. Ở đây thì mình có tính cái sàn ở bên trên luôn các bạn, thì là sẽ hai block rồi ha. Đây là 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mình làm khoảng 15 block hả bạn ơi. Mình không làm quá sâu dưới đâu, bởi vì sâu dưới mình sợ là mình đứng tới phía dưới này bạn thì quái nó không có spawn ở phía bên trên được ha. Cho nên là làm ít ít thôi. Ở phía dưới này thì mình sẵn tiện ở đây mình sẽ kéo ra luôn, làm một cái sàn ở phía bên dưới này đi các bạn. Mình sẽ làm một cái sàn ở phía bên dưới này để cho dễ dàng đứng nè. Cẩn thận đè xếp ở đây nha, không là nước nó đi đẩy xuống dưới luôn á. Bây giờ thì phải bơi lên phía bên trên đặt cái cầu thang được hay không. Ở đây thì mình sẽ kéo thêm một vài block nữa để đặt lên trên để cắm một cây đuốc cho nó sáng ở đây. Cái mình sẽ đặt cái cầu thang để đi lên phía bên trên cho nó dễ dàng, chứ bơi đường nước theo nó lâu lắm các bạn ơi. Ở đây kéo cầu thang lên ha, kéo lên phía bên trên luôn. Rồi ở phía bên này thì dối tay qua, dối tay qua đặt block vô để leo qua trên này thì múc nước bỏ đi, nước đây nè lấy lại
Ở đây có những block nãy mình đặt lồng nè. Chờ nước nó hạ xuống. Nước hạ xuống thì tranh thủ nhảy xuống dưới luôn các bạn ơi. Mình nhảy xuống dưới để kéo cái sàn ở phía bên dưới này ra ha. Đây đếm là 23 đó. Ở đây 23 không? Kéo ở đây luôn bạn, kéo ra luôn là kéo lên trên. Bây giờ hình cái có giữa là 3 ô. Wow. 3 ô thì trong cái mini world này các bạn thì cái mức độ hút á, cái mức độ hút của cái điểm điểm kinh nghiệm các bạn nó hơi kém ha. Nếu mà 3 ô thì không biết mình có hút ra được hay không. Thì kệ nó cứ kéo lên trước cái đã. Ở đây thì nhảy ra cái kéo xuống phía bên dưới này, kéo xuống luôn. Bây giờ mình sẽ cần kéo một cái cầu qua phía bên cái cầu thang bên đó nữa để mà có thể dễ dàng đi lên đi xuống. Lấy kính lên phía bên trên này ốp lại luôn cho nó đẹp. Rồi 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 rồi. Không sao không sao không sao. Ok đây mình sẽ lấy kính ra để mà ốp vô. À mình sẽ không ốp kính dưới này đâu bạn ơi. Mình sẽ có một cái sàn ở đây, cái sàn hopper ha. Một cái sàn hopper phía bên dưới này là mình phải cần thêm hopper nữa hả? Wow. Thôi mình sẽ đặt đá tạm thời, đặt đá đi các bạn. Bởi vì các bạn chế tạo mình đặt ở phía bên trên rồi. Ở trên này thì mình sẽ làm thêm một cái ô kính lên trên nè. Đó, con quái sẽ đứng ở trong này hàng nó không đi ra ngoài được. Ở phía bên ngoài này thì mình sẽ cần đặt thêm block để leo lên. Đặt kính ở vòng vòng nè. Đó, ốp kính vòng vòng. Ốp kính này sẽ mình sẽ kéo lên tới phía bên trên luôn bạn ơi, kéo dài lên phía bên trên luôn ha. Rồi trước khi ốp những cục kính cuối cùng đó các bạn thì mình sẽ đập cái nóc ở phía bên trên ra. Đó, nước sẽ không chảy xuống phía bên dưới mà chỉ có những con quái rớt xuống thôi. Đó, những con quái bắt đầu rớt xuống nè. Đó, nó rớt xuống đó bạn ơi. Ở phía trên này mình có một cục đá nên là đập bỏ đi. Rồi, như vậy là mình đã xong phần cái nóc, cái ống rồi bạn. Bây giờ mình sẽ ốp những cục kính vô để mà bích lại luôn chỗ này. Chỗ này sẽ thêm một cục ra nữa, thêm một cục nữa bạn. Chết rồi, đặt lộn cái kính rồi. Đập bỏ rồi nhưng mất cái kính. Ôi, rồi rồi, rớt xuống dưới. Ở phía dưới này nè bạn. Bây giờ ở phía dưới này thì mình sẽ làm một cái tấm hấp lắp nửa miếng á. Cái tấm nửa miếng sẽ đặt ở phía bên trên ha. Và mình sẽ kéo cái sàn cho nó rộng một chút cho nó dễ hình dung cái. Ở đây mà bị mấy con giả nhân nó phóng vô phát. Đó, nó phóng được bạn ơi. Ở gần đó nó phóng được ha. Cắm cái nút xuống cho nó sáng dễ làm việc cái. Rồi. Rồi cầm rồi lòng cái rìu nữa chứ. Kéo ra thêm một ô nữa đi cho nó rộng đi. Mình sẽ làm cho mình một cái bàn chế tạo đi bạn. Cái bàn chế tạo thì mình bỏ phía tuốt trên nóc rồi cho nên là rất là khó lấy lại ha. Ở đây thì sẽ làm một cái bàn chế tạo đặt xuống, đặt ở ngoài róc này. Làm một cái mình sẽ làm những tấm nửa miếng, tấm nửa miếng là bên kiến trúc nè, làm tấm bằng đá luôn. Ôi kích có mấy cái mà nó ra một tắc hai tắc luôn, gần hai tắc luôn đó bạn. Đứng đây thì mình không đi vô trong được ha. Wow. Ở đây thì mình nếu như mình đặt cái tấm này thì mình sẽ không đi vô trong được. Muốn đi vô trong được đó các bạn thì mình phải làm ở phía bên dưới này là một tấm nửa miếng nữa, rồi bên trên thử xem, test thử nha. Mình sẽ test thử cho ở dưới dưới là nửa miếng, ở bên trên là nửa miếng thì có đi vô được hay không. Vẫn không đi vô được cho nên là mình sẽ ấp thêm ở ngoài này một tấm nửa miếng nữa các bạn ơi để mà đi vô được nè. Đó, dưới này thì sẽ đi vô được ha. Và đứng đây chặt. Cái này mình sẽ giết được những con quái đó bạn. Và cái kiếm của mình sắp hơi rồi cho nên mình sẽ hạn chế sử dụng. Chờ đợi cho những đợt quái tiếp theo thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ấp những cái miếng gạch ở phía bên trên lại ở phía bên dưới này cũng như vậy luôn. Ấp lại luôn. Làm xong cái công trình này coi như là cái kiếm của mình nó cũng banh chành luôn rồi các bạn. Đây ấp lại chắc là mình sẽ làm nguyên cái sàn này luôn các bạn ơi. Mình sẽ ốp nguyên cái sàn này là bằng tấm nửa miếng đi cho nó hợp ha. Đó, ốp hết cái sàn này lại, sửa hết, đập hết cái sàn này ra để mà hai lại bằng tấm nửa miếng. Đó, đây nó rớt xuống nữa nè bạn. Có một con giả nhân đã rơi xuống phía bên dưới này. Bây giờ là mình chỉ cần có thể lắp hệ thống hopper phía bên dưới này bạn để thu đồ lại ha. Thu đồ lại là mình sẽ có được đồ tự động, có đồ luôn nè. Mình chỉ cần chặt những con quái là đồ sẽ được thu vô và đưa vô trong cái rương của mình thôi. Còn điểm kinh nghiệm thì mình sẽ hút, tự hút thôi. Điểm kinh nghiệm ở trong đó thì hút ra được hay không. Điểm kinh nghiệm ở trong mini world nó hút hơi yếu ha. Nó không có hút như Minecraft. Ở Minecraft mà đứng gần 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 ở đây á. Đứng gần đây là hút hết rồi. Ở đây thì nó nằm ở chính giữa nè. Nó không hút vô được. Biết có cách nào hút hay không. Thì nó hút hơi yếu, phải đi vòng vòng để hút. Ở đây thì mình có thể đập cái cột này bỏ luôn bạn ơi. Không cần cái cột này đâu ha. Ở đây sẽ ấp tấm nửa miếng vô luôn cho nó lơ lửng này, không có cần cái cột phải dính xuống dưới này đâu. Ở đây thì cái con bé giả nhân này nó có thể đi ra ngoài được nữa kìa. Wow, nó đi ra ngoài được thì có cách nào để khắc phục cái tình trạng mà nó chạy ra phía bên ngoài hay không thì mình cũng chưa có lường trước nữa, bạn chưa biết nữa ha. Rồi nó đi, ở đây sẽ ấp lại luôn cái vấn đề mà cái con giả nhân, à nó đi ra ngoài chắc là do chỗ này mình chưa ấp này đâu bạn ơi. Để lát nữa mình ấp hết chỗ này xem coi nó có đi ra ngoài được hay không ha. Ở đây là tiếp tục có một con quái rơi xuống nữa nè. Nếu mà muốn đẹp thì muốn đẹp an toàn thì mình sẽ mở rộng thêm ra, như vậy là đã được rồi đó bạn. Mình sẽ kéo ở ngoài nữa một một khối đi, một khối ở phía bên ngoài nè, chạy vòng 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 luôn cho nó đẹp, tranh thủ trang trí chỗ này luôn. Mặc dù video cũng khá là dài rồi đó,
Mình cũng cố gắng trang trí chỗ này cho nó đẹp cho các bạn dễ xem. Ở đây thì mình sẽ cắm cây đuốc xuống và lấy cái bàn chế tạo để mà chế tạo thêm những cây que cắm làm thêm đuốc nè. Wow. Làm thêm đuốc là lấy cái bàn chế tạo là đặt ở chỗ khác đi, chỗ này để đặt đuốc cho nó đẹp. Đây là mình có cái giò sống dục bớt đi, giò sống với đá này nữa. Sau này mấy cái quỷ này mình có nhiều lắm, xi măng xi miết đường này. Trời ơi, hồi quái nó rớt xuống nó chết luôn bạn ơi, nó chết nó rớt đồ cho mình nè, đã ha. Đó, nó vậy nếu mà mình chém bằng tay thì sao? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, không được rồi, nó khá là trâu ha. Cái con nó hơi trâu, nếu mà mình làm thấp cái sàn này xuống này bạn thì đam nó sẽ gây ra cao hơn, khi mà nó rớt xuống á thì cái phần mình chém á nó sẽ nhẹ hơn. Mình chỉ cần có thể là nếu bạn tính đam á thì ở trên xuống á là khoảng 20 block thì cái con này nè bạn, cái con phóng phi tiêu á bạn chỉ cần đánh thường nó một phát là nó chết thôi, còn mình làm mới có 15 block rồi, cho nên là cần phải kiếm kim cương để chém ha. Để kiếm kim cương thì sau này thì mình có điểm kinh nghiệm á, mình sẽ đổi với những anh trao đổi dân hàng á, dân làng các bạn thì mình sẽ có rất là nhiều luôn, cho nên cái vấn đề đó không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Ở đây mình sẽ dục ra phía bên ngoài, dục bớt mấy cái món đồ này đi, mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống để chế tạo cho mình những cái hopper và sẽ hoàn thành cái khu vực này luôn. Ở đây mới là làm một cái hopper thì mình cần có những cái gì, đây có ba cái nè bạn, mình sẽ làm trước ba cái và thiếu những cái cần gạt, làm được ba cái. Bởi vì mình thiếu que đó, mình sẽ làm thêm cái que đi, chế tạo thêm mấy cái que rồi sau đó là mình sẽ có thêm được hai cái cần gạt nữa, mình sẽ làm thêm được bốn cái hopper nữa nè các bạn. Bốn cái hopper nữa thì mình sẽ có được bảy cái. Ở đây là 3 x 3 thì là 9 cái đó, phải làm thêm ở đây dăng ra phía bên ngoài nữa nè, làm thêm que nè, chế tạo thêm cái cần gạt nữa là mình sẽ có thêm hai cái nữa, là đủ hay không? 9 cái, ok 9 cái là đang đủ rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái rương, cái rương thì cần có que với gỗ thì mình sẽ làm thêm que nè. Đó, hội hai cái đủ rồi, hai cái là nhiều lắm các bạn ơi. Ở đây mình sẽ đập bỏ cái sàn này ra. Wow, trời tối hay gì? Ô, như vậy là trời tối cái máy móc farm của mình đó bạn, nó bị giảm sản lượng xuống ha, mình không còn nhìn thấy quái rớt xuống nữa nè, trong lúc nãy giờ mình đứng đây mình không thấy quái nữa. Như vậy thì nó cũng vậy là buổi tối là mình cần phải đi ngủ để cho quái nó spawn ở phía bên trên. Mình nghĩ là do là hồi nó hiện rớt xuống nè, nó spawn ở phía bên dưới các bạn, cho nên nó ảnh hưởng ở phía bên trên này ha. Đây mình sẽ ốp hopper vô, những cái hopper này vô là sẽ ok thôi. Nếu mà ở phía bên dưới này mình ốp thêm cái cửa vô thì được hay không, test thử luôn. Ồ, quái vẫn rớt xuống các bạn ơi. À, tới giờ thì nó mới rớt xuống, bởi vì cái hệ thống hẹn giờ của mình á, nó đúng giờ thì nó mới rớt xuống. Ở đây thì mình sẽ có cái rương mình đâu rồi? À, đây là cái rương, mình sẽ bỏ những cái món đồ linh tinh vô, khỏi phải dục ở phía bên kia nữa. Cái đồ này thì sẽ đặt ở phía bên dưới này đây bạn, cái rương mình sẽ đặt ở phía bên dưới này nè. Đó, cái hopper này thì mình sẽ giết mấy con quái này cái đã, chém một hit à, mỗi cái một hit. Cẩn thận cái kiếm của mình nó hư là xong luôn á. Ô, cái hopper đâu rồi? Đây rồi, cái hopper của mình đây rồi. Mình sẽ kích vô cái chỗ cái rương và cất những thứ linh tinh không cần thiết vô trong này. Còn gì nữa không? Đây nè. Rồi, được rồi đó các bạn. Như vậy là ok ha. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng để hút sao vô và mình đứng đây mình farm là mình sẽ có được level vô hạn ở đây luôn. Đã. Buổi tối thì mình sẽ đi ngủ nhưng mà cái giường của mình đó bạn, mình đặt cái tuốt ở phía bên trên rồi cho nên là bây giờ mình đi lên phía bên trên thôi, mình sẽ đi lên phía bên trên để mà lấy cái giường ra luôn. Ở đây thì nó hơi nguy hiểm một chút nè, đập ra để mà đi vòng qua phía bên kia. Ừ, đi vòng phía bên đây đi, bên kia nó vướng nước á. Ở đây nè, leo lên phía bên trên để đi ngủ. Ok, sau khi mà lên trên để ngủ thì mình đã lấy cái giường xuống phía bên dưới này các bạn, mình sẽ kéo ra thêm một ô nữa cho nó rộng rộng và đặt cái giường đây luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái giường ở chỗ này đi, đó mình sẽ ngủ ở đây ha. Còn đồ linh tinh của mình lụm nãy là mình sẽ dục vô trong này bớt đi. Ở đây còn gì nữa không? Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lấy cái kiếm. Lấy cái kiếm ra mà lấy cái kiếm mà chặt mấy con quái này thì nó sẽ bị hư kiếm đó bạn. Kiếm của mình nó cũng giảm độ bền xuống rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng rìu rìu bằng sắt chặt. Cái con giả nhân mà cầm cái cây chài các bạn, nó hơi trâu một chút ha. Ở đây thì điểm kinh nghiệm ở phía dưới giữa này bạn, mình không lấy được ha, khá là uổng. Ủa, sao có con nó yếu vậy, nó yếu sinh lý, nó rớt xuống nó chết luôn các bạn. Ở đây cái con này không chết nè, lâu lâu có những con yếu sinh lý nó chết luôn ha. Điểm kinh nghiệm lại rớt ở phía chính giữa. Nếu mà mình đặt nước ở trong này các bạn thì cái con quái nó nhảy xuống nó không nhận sát thương thì đánh nó hơi mệt, còn vậy thì nó bị vướng lại. Mình để coi. Cái chỗ này thì không biết làm cách nào để mà lấy được điểm kinh nghiệm ở chính giữa nữa. Rồi chắc là phải chính giữa, chắc là bỏ rồi bạn ơi, không lấy được ha. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành được cái máy mob farm của mình rồi đó bạn. Sau này thì mình sẽ đứng ở đây để mà gieo máy để có thêm thật là nhiều sao ở đây ha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy hết cái series May Niwa của mình thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như là comment phía bên dưới nếu các bạn thắc mắc gì nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.